Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, đới gió đông của không khí lạnh tiếp tục là hình thế chi phối toàn bộ các tỉnh miền Bắc. Vì thế, ở Tây Bắc Bộ tiếp tục là nhiều mây cả ngày, còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trong ngày vẫn có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn xen lẫn giữa những khoảng tạnh ráo. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tăng nhẹ lên mức từ 23 cho đến 25 độ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Không khí lạnh yếu đi nhưng thành phần gió đông từ mặt đất trên mực 1.500m thì vẫn còn tồn tại. Dưới tác động của đới gió ẩm này, đêm qua và sáng sớm nay, ở các tỉnh miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên tiếp tục có mưa rải rác. Đến chiều thì mưa giảm dần. Dự báo nhiệt độ trưa và chiều ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên ngưỡng nhiệt là từ 27 đến 30 độ. Riêng khu vực Khánh Hòa trở vào đến hết Bình Thuận trong ngày hôm nay trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ ở ngưỡng từ 31 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng chịu tác động của đới gió đông. Thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam vì thế khá dễ chịu, trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Lưu ý là về chiều và tối ở Nam Bộ và khu vực phía Nam của Tây Nguyên có khả năng sẽ lặp lại những cơn mưa dông chuyển mùa, kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật nguy hiểm, nên người dân cần hết sức lưu ý. Trên biển, không khí lạnh suy yếu nên hôm nay thời tiết trên hầu khắp các vùng biển đều khá tốt. Khắp nơi đều chỉ có gió hoạt động với cường độ ở mức trung bình nên không có sóng cao và biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.